Kính chào quý vị, tôi là MC Áo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Áo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, Tê Heo Công an tỉnh Trà Vinh. Sau khi công bố số điện thoại đường dây nóng, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh có giá trị của các tổ chức, cá nhân, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cũng nhận được không ít thông tin thiếu chính xác, tin giả, quấy rối, không đúng thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình quấy rối, thông tin sai sự thật, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định, tránh lãng phí nhân lực, ảnh hưởng đến kết quả chung của lực lượng Công an Trà Vinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Hàng ngày, trong số hàng chục tin tố giác các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh để Công an Trà Vinh đấu tranh, triệt xóa, làm trong sạch địa bàn thì cũng có nhiều trường hợp thông tin không đúng sự thật với mục đích cá nhân. Thưa quý vị, theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Thanh, năm 2023, Sở ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, việc đặt biển hiệu trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra trên địa bàn các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Duộc, Đức Huệ, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An. Qua kiểm tra, đoàn ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 349 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn. Đồng thời, buộc 50 cơ sở cam kết khắc phục về quy định bảng quảng cáo chưa thông báo sản phẩm quảng cáo, bảng quảng cáo, biển hiệu vượt diện tích theo quy định, thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch bằng chữ tiếng nước ngoài không đúng quy định trên biển hiệu. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc triển khai xây dựng các điểm dành riêng cho quảng cáo rào vặt tại địa phương, tiếp tục triển khai việc quy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rào vặt trái phép, góp phần lập lại trật tự đường phố, mỹ quan đô thị, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những cánh rừng trên miền núi cao Đồng Giàng, Tây Giang Quảng Nam với bốn bề núi non trùng điệp được xem là nơi rừng vàng cho những lâm tặc hoạt động. Ở đó có những cánh rừng đang khóc dưới bàn tay lâm tặc, có những thân cây ngã đổ sau tiếng vọng của cưa mái hay những tiếng kêu của động vật hoang dã bị săn bắt như xé nát sự thinh lặng của núi rừng thẳm sâu. Khu bảo tồn loài sao la Quảng Nam là nơi thường bị tác động bởi người dân địa phương và người từ các nơi khác đến khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã nên cần ưu tiên bảo vệ. Địa hình và lực lượng mỏng, vì vậy công tác bảo vệ rừng ở những địa phương này rất khó khăn. Từ năm 2013 đến nay, để bảo vệ loài sao la ở Việt Nam, dưới sự tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của WWF, hai khu bảo tồn sao la được thành lập ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam nối liền vùng rừng nguyên sinh hơn 30.000 hectare. Việc nối liền những cánh rừng tạo ra sinh cảnh liền mạch cho các loài hoang dã, hài hòa cuộc sống của con người với thiên nhiên. Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc khu bảo tồn loài sao la Quảng Nam cho biết, từ ngày thành lập khu bảo tồn đến nay, các chuyên gia nước ngoài đánh giá sinh cảnh của sao la dần phục hồi và tốt lên, tần suất xuất hiện một số loài thú quý hiếm nhiều hơn so với trước. Tuy nhiên, khu vực này vẫn chịu sự tác động bởi người dân địa phương và người từ các nơi khác đến khai thác lâm sản và săn bắt động vật hoang dã. Chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường rừng cho loài sao la được đặt lên trên hết. Tuần tra viên A Tình đồng chia sẻ, vào thời điểm nhạy cảm, những người bảo vệ rừng càng phải thường xuyên tăng cường tuần tra các khu vực rừng. Để đến được các khu vực xung yếu, mỗi tổ công tác phải khởi hành từ 5-6 giờ sáng, mang theo thực phẩm, nước uống đủ dùng trong vài ngày. Những người giữ rừng vượt hàng chục cây số đường rừng treo leo, hiểm trở mới tiếp cận được các địa điểm, sau đó phân công nhau tỏa đi các hướng tuần tra, kiểm soát. Công việc gian nan, vất vả, có những lúc mỏi gối, chùng chân, nhưng vì nhiệm vụ nên những người giữ rừng phải cố gắng hoàn thành cho bằng được. Nhiều lúc nghi ngờ có hiện tượng phá rừng hay vận chuyển lâm sản trái phép trong thời điểm ra mùa, các tổ công tác phải dựng lán trại ngủ lại nhiều đêm trong rừng trên những chiếc võng bạc, cam chịu cảnh muỗi đốt, gai cào trong đêm lạnh buốt và nỗi nhớ nhà. Chuyển sang phần tin quốc tế, Nhật Bản và Mỹ đang hoàn tất kế hoạch đưa phi hành gia Nhật Bản đầu tiên lên mặt trăng trong khuôn khổ dự án thám hiểm mặt trăng Artemis do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA dẫn đầu. Chính phủ hai nước dự kiến sẽ ký văn bản thỏa thuận ngay trong tháng 1 năm 2024, trong đó bao gồm cả các nội dung hợp tác liên quan đến các hoạt động trên bề mặt mặt trăng. Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác triển khai dự án Artemis nhằm mục đích tiến hành cuộc đổ bộ đầu tiên lên mặt trăng kể từ năm 1972. Cuộc đổ bộ đầu tiên trong dự án được kỳ vọng sẽ diễn ra vào cuối năm 2025, sau đó là hoạt động đổ bộ thường niên kể từ năm 2028.
Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản và tập đoàn Toyota Motor đang phát triển một chiếc xe thám hiểm mặt trăng dành cho các hoạt động của phi hành đoàn. Các nguồn tin thạo tin cho hay Mỹ sẵn sàng tạo cơ hội đưa ít nhất một phi hành gia Nhật Bản lên mặt trăng vì sự đóng góp tích cực của Nhật Bản trong sứ mệnh Artemis. Thưa quý vị, liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza, đại diện Hamas vừa khẳng định đã có một số đề xuất được đưa ra, song quan điểm của phong trào này vẫn là Israel cần chấm dứt mọi hành động quân sự ở dải Gaza. Theo đó, phong trào Hồi giáo Hamas đã từ chối tham gia đàm phán bất kỳ thỏa thuận mới nào về trao đổi con tin tại dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn, trước khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự ở vùng lãnh thổ này. Mới đây nhất, Ai Cập đã đưa ra đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin tại dải Gaza. Theo đó, lực lượng Hamas sẽ thả 40 người Israel bị giam giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày. Tuy nhiên, các bên chưa đưa ra phản hồi. Thưa quý vị, vào mùa lá rụng, rừng ngập mặn rú giá thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế mang vẻ đẹp khác lạ, thu hút du khách đến khám phá, chụp ảnh. Bình thường lá sẽ rụng vào cuối mùa thu, nhưng năm nay lá rụng sớm hơn, cũng là thời điểm mùa nắng đẹp để du khách khám phá rừng ngập mặn rú giá. Vào mùa lá rụng, rừng ngập mặn rú giá hấp dẫn du khách bởi một vẻ đẹp khác lạ. Những cành cây khẳng khiu, trời lá tạo nên những mảng màu trắng xám ấn tượng, đi dạo trên những con đường bê tông uốn lượn xuyên qua khu rừng. Được bao bọc xung quanh bởi những bộ rễ giác với hình thù lạ mắt, du khách sẽ có được những trải nghiệm vô cùng thú vị. Rừng ngập mặn rú giá biết đến là khu rừng ngập mặn duy nhất còn tồn tại trên hệ đầm phá Tam Giang, hệ đầm phá lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh mùa lá rụng, du khách có thể đến rú giá vào mùa thu, lúc này cả khu rừng ngập mặn chuyển sang sắc vàng và đỏ đầy cuốn hút. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khu rừng này đã được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung năm 2022 trong khuôn khổ chương trình top 7 ấn tượng Việt Nam. Thưa quý vị, nhà hát vòng tròn Elgem, Tunisia, được mô phỏng theo đấu trường La Mã nguyên bản ở Rome, nhà hát vòng tròn Elgem gây chú ý vì là một trong số ít đấu trường ở Bắc Phi. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới và từng xuất hiện trong hai bộ phim nổi tiếng Life of Brian và Gladiator. Nhà hát vòng tròn chủ yếu được sử dụng cho các cuộc thi đấu sĩ, đua xe ngựa và các buổi biểu diễn công cộng khác phổ biến trong văn hóa La Mã cổ đại. Đây không chỉ là di tích lịch sử mà còn là minh chứng cho di sản văn hóa phong phú của Tunisia. Đấu trường Buller, Gratia, được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên và nằm bên cạnh biển Adriatic lộng lẫy. Đấu trường Buller là một trong những di tích lịch sử được bảo tồn tốt nhất ở Gratia. Đây từng là nơi diễn ra các trận đấu của đấu sĩ, nhưng hiện nay nó được sử dụng làm rạp chiếu phim ngoài trời, địa điểm biểu diễn opera và sân khấu cho các buổi hòa nhạc trong những tháng mùa hè. Những lối đi dưới lòng đất hiện nay là nơi tổ chức cuộc triển lãm dành riêng cho nghề trồng nho và olive. Đấu trường La Mã ở Ai-Alès, Pháp, địa điểm này được xây dựng vào năm thứ nhất trước công nguyên và có sức chứa hơn 20.000 khán giả. Điều khiến đấu trường La Mã ở Ai-Alès trở nên đặc biệt hấp dẫn là sự hài hòa của nó vào kết cấu của thành phố hiện đại. Ngày nay, nó vẫn thường xuyên được sử dụng để tổ chức các sự kiện. Vào tháng 7 và tháng 8, các sự kiện sân khấu và thể thao, bao gồm cả các trận đấu của đấu sĩ sẽ được tổ chức vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Đấu trường La Mã ở Ai-Alès không chỉ là minh chứng cho sức mạnh kiến trúc của đế chế La Mã mà còn phản ánh di sản văn hóa của khu vực. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.